Chào toàn thể các bác có niềm đam mê yêu thích đánh chim ngói trên toàn cả nước nhé. Miền Bắc mình thì bắt đầu chim ngói vào tụ rồi. Cái thứ hai nữa là chim vẫy vằn thì bắt đầu cũng ra báo rồi anh em. Nay triển khai đánh ở khu vực lùm cây đây anh em này. Đấy, lùm cây thường thường nó sẽ ra chứa lùm này. Bên trên thì nó có nhiều rừng keo đó. Đấy, cái cánh đồng này thì nó rộng bình bình thôi anh em. Nó rơi vào tầm khoảng 3-4 mẫu. Đấy, đánh chim bẫy thì đợt này cứ dựa vào những cái khu vực rậm rậm đánh là ok anh em. Đấy, còn để đánh con chim bẫy thì hôm qua ở đây có đàn cả đàn ngói đàn bẫy anh em, có gần 20 con. Hôm nay triển khai quay đánh thì ở đây sẽ có cần vỉ mồi này, đấy, bộ nhốt chim mồi, đấy, lưới úp anh em. Đấy thì là một bộ. Đấy, còn em đánh một con ngói mồi tung thôi. Bây giờ thì triển khai đánh để cho các bác cùng theo dõi nha. Thank you.
Tổng kết ngày hôm nay thì được 4 con chim bẫy anh em. Đấy, 2 con úp sau thì quay được, 2 con úp đầu thì ra sớm quá anh em. Đấy, còn thời điểm này ngoài miền Bắc ấy thì con chim bẫy bắt đầu đi theo đàn rồi anh em. Đấy, tụ theo đàn. Thì những cái phụ kiện đánh chim bẫy thì đầu tiên là có cái bộ lưới úp này anh em. Lưới úp thì nó có dài 8m, dài 9m ấy, tùy theo các bác lựa chọn và đặt hàng. Đấy, còn khu vực các bác mà đồng nó rộng thì có thể đánh 9m. Còn hẹp thì anh em đánh 8m là được. Đấy, còn ở đây thì sẽ có những cái phụ kiện là bao gồm chim bẫy mồi này. Thì ở đây em nhốt vào cái bụi mồi đất đây. Thì cái bụi này thì anh em thấy thực tế là khi con chim nó quẩn về cây đánh thì mình không cần đánh vỉ nhiều. Đấy, thì nó sẽ hiệu quả hơn, nó không bị lộ. Đàn đông nó sẽ dồn xuống mạnh hơn. Đấy, thì anh em có thể là tham khảo về cái bụi nhốt mồi này. Giá của nó thì chỉ có 150.000 đồng. Đấy, trong đó là bao gồm cái phí vận chuyển này, bụi mồi này anh em nhé. Đấy, khi con chim nó vào thì nó sẽ ăn, nó chạy xe đây, còn trên đây nó sẽ nhìn thấy và nó sẽ xuống. Và xuống nó sẽ được ăn lâu hơn. Đấy, còn đấy, nhiều khi anh em đánh độc con mồi vỉ này cũng được. Đấy, nhưng mà khi con chim ở bên trên nó xuống ấy thì nó sẽ không ăn ở chỗ vỉ ấy lâu đâu. Đấy, nó chỉ ăn một lúc là nó bỏ rồi. Đấy, thì còn riêng đánh con bẫy bẫy mà anh em có mồi đất này để đánh thì con chim ngoài sẽ xuống nó ăn quẩn theo con mồi đất này rất là lâu. Đấy. Nếu úp anh em có nhu cầu thì liên hệ nhé. Chào các bác đây.